Đây này, nó to như này cơ mà. Đấy, bên này nó to này. Đấy, con mẹ nó to này. Mà cái nó lớn nó sẽ to, nhưng nó càng đẻ nó càng to. Càng đẻ càng to này. Đây, to này. Cái to này mấy năm hết nhỉ? Đâu, năm. Một năm là một năm là to rồi. Một năm là nó to rồi. Cái giống này chỉ biết 2, được được cái không em? Biết. Anh như vậy để cho em 3 cái một đường nhé. Ừ. Này, chống đi. Bắt mẹ 4 cái một đực. 4 cái một đực á? Ừ. Bao tiền con? Cái thì 200 một con đực. Mặt bò không nuôi tại vì cái thì nó đẻ, đực thì nó chỉ phối có một lần. Và một bộ của nó kể cả 5 cái một đực cũng được. Bỏ công nuôi. Vạch 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 cái cỏ ra. Cái này nói mà nó bộ phận sinh dục của nó nhìn rõ ràng luôn nha. Nhìn nó rõ ràng luôn, ví dụ như con này. Như của người luôn. Suốt ngày câu nhìn mà. Đấy, cái cái à? Cái. Đấy. Cái to. Cái trưởng rồi. Đấy, trưởng con này để lại. Nhiều mắt. Nhanh lắm thì phải nó đẻ nhanh lắm. Lâu lâu thịt bữa được mà. Nó làm gì được. Vì cái này nó không ăn cám công nghiệp. Nó chỉ ăn mỗi cám ngô thôi mà. Đây con đực đây này. Đực sờ đây nó có cái cần như chim này lộn ra này. Thấy không? Thấy không? Con cái lộn làm sao lên được. Thế là nó giống một người. Nó ấy mà nuôi nó cũng dễ phải ăn. Nuôi hay gì kêu ngoài nó không cắn đâu. Ơ thế anh không mang cái gì xuống thì bắt bắt đi ăn mấy con thì bắt đi kia cho vào cái lồng kia cũng được xong rồi cho lên ô tô. Mỗi con mỗi màu, con thì quang, con thì trắng, con thì... Cho vào cái lồng kia cái xong sách lên, lấy cho hộp. Lấy 4 con luôn. Ừ, lấy 4 con được. Từ đây bắt 3 con cái, 1 con được. Em nói thoải mái. Anh đang gợi ý tư vấn như anh bắt, em phải bắt đâu. Được. Ôi trời. Bắt cho nó em con được to. Về đến này nó để ý luôn không anh? Để chứ. Nhanh lắm. Chưa để. Đây cho con được to này đẹp nhá. Con được, được 3 màu đấy. Đực này đúng là phải 200 thôi, đã hàng luôn. Đấy, đực này là phối được rồi. Đến tuổi phối rồi. Mắn rộng. Nguyện mày con này ngồi đi. Cái này anh vừa nuôi à? Hả? Cái gì? Anh vừa, chắc vừa nuôi chứ không đấy. Ít thế này được phải. À, anh chứ, anh ông anh trai anh nuôi nhiều rồi chứ. Cái này thả ra thế này được không? Để trộm nhà nó bắn mất. Thả đây á. Thả này chuột cũng được nhưng mà sợ mèo với chuột nhà mình nó bắt đấy. Cái chuột này nó lành mà. Cái nhà như này, xây như này cũng được nhưng mà phải có lưới cho khỏi mèo với chuột nó vào. Anh đang nuôi dê của cổ này nhiều đâu. Dê à? Thích nuôi chuột với thỏ. À trên đấy núi mà, nên nuôi dê được. Em dân tộc Mường đúng không? Đúng, em dân tộc Mường. Bao nhiêu đàn dê em và bao con? Em vừa rơi được gần 20 con. À, cũng nhiều thế đấy. Có hiệu quả. Cũng bình thường. Vừa rơi nó để chưa có kinh nghiệm mấy. Ừ. Nhưng mà em thích nuôi gì lại, nhà em nuôi toàn như cỏ. Bé. Bé. Không năng suất đúng không? Nuôi một năm mới bán được một đứa. Ừ. Nhưng mà mình có chỗ ăn cám đâu. Chả thế. Đấy con trắng trắng vàng vàng đít đấy. À, sao con đừng nói là to hơn đấy nhỉ? Anh bắt cho em con to hơn nhưng đúng ra anh không thấy có hơn tiền mà thôi. Đấy cái con trước mặt anh. Ờ, bắt cho nó một con trắng đi. Cho em con trắng toát lên nào. Toát gì? Có con cái trắng toát không? Trắng toát làm gì? Loại này về nó sau nó đẻ nó còn ấy mà. Đổi màu. Ừ, ra màu khác. Nó không giống hệt này. Đa phần người ta thích ba màu. Trắng đen vàng nghĩa là lốm đốm một kiểu này thì nó sẽ ra lốm đốm đấy ba cái mà được bắt nữa không thì bắt không thôi. Ui để được thì thôi 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 để được cái đấy
Đấy, về cố gắng làm được cái sàn như này thì nó không thể dọn mà nó sạch. Cái này là mua ở đâu này, cái nhựa này nhựa ôi này là cái mua ở ngoài sàn cho hàng cửa hàng bán, cửa hàng bán đồ gia dụng ốm lợn ấy. Cái này là anh ghép 4 tấm vào mà. Nếu em không có em chỉ chơi 2 tấm bằng một nửa này thôi. 1 tấm được, 4 con này 1 tấm. Cái này thì được bền. Bền. Nó không bị gì. Hà làm vào cái ấy. Này nó không bị gì. Không thì mua cái ấy, mua cái lồng người ta nuôi bồ câu ấy. Xong đóng cái che nẹp che. Cái lồng bồ câu bán hay lên đây anh để được cái lồng cũng được. Về sẵn nuôi luôn. Cái lồng như kia xong nó cái nhựa đấy, này. Đấy, bên kia mà nhìn. Đấy. Xong đặt cái sàn bằng cái ván gỗ, ném cái ván vào thành. Sao cái nhựa như kiểu kia nó không cắn à? Không, loại này nó có cắn. Nó không biết cắn gì cả. Cái này em vô biết. Nếu mà cái kia làm cái sàn nhựa cái để nó có lọt xuống không? Không. Đây, không. Anh bảo em như không việc gì cả vì cái nan của cái lồng chim kia nó dày thế. Đây. Con nó to mà không phải con nhỏ. Không biết đẹp thế nhỉ? Đẹp thế nó. Để nó càng lớn thì nó càng đẹp. Bên này nó càng lớn thì nó càng. Cô nó ăn cả dâu ngót à? Ờ. Dâu ngót. Em có cái gò để em định nuôi thỏ, em bao hết vào thả. Nhưng mà nhớ là không được để